Ok, xin chào các bạn. Sáng hôm nay là buổi sáng chủ nhật khá là lạnh. Ngày hôm nay thì bác sĩ Hương đang có một em bé, mẹ em bé đến từ Lào Cai và bạn đã đến từ lúc 4 giờ sáng để đưa con khám được đến buổi sáng này cùng bác sĩ Hương. Và em đến này thì đã khám bác sĩ Hương đợt này là đợt thứ 3 nhỉ? Vâng. Ok, mẹ em bé có thể cho những cảm nhận của em về em bé của mình. Xin chào cả nhà. Mình xin đính chính lại, mình từ Bắc Cạn xuống. Bắc Cạn gặp với một bạn mới đấy. Mình có con bé được 17 tháng. Thì tình trạng nghe của bé diễn ra từ lúc được 4 tháng rưỡi. Mà đi khám ở trên các tuyến tỉnh thì các bác sĩ chỉ chuẩn đoán là bị viêm tiểu phế quản thôi. Và điều trị rất nhiều lần đều được khỏi khoảng 10 ngày, sau đó thì lại bị lại. Thì cũng đã điều trị rất nhiều lần thì mình được biết đến bác sĩ Hương qua một người bạn giới thiệu, đã xuống đây điều trị bác sĩ Hương được 3 tháng. Thì tình trạng của con mình hiện tại đã rất là ổn định. Nhờ bác sĩ Hương thì cái cơn hen của con mình mà khi 2 tháng đầu tiên khi mà mới ổn định một phần có tái phát cơn hen thì bác sĩ Hương đã hướng dẫn mình điều trị thuốc cắt cơn để con mình khi mà có bắt đầu dấu hiệu tiền triệu của việc xuất hiện cơn hen thì mình đã xịt cắt cơn, thì con mình không phải chạy khí dung nhiều, rất là ổn định. Tháng này thì đã không bị tái cơn, cũng rất là vui mừng vì là cái tình trạng hen của con mình diễn ra nhiều, mình cảm thấy là rất là lo lắng, nhưng bây giờ thì rất là yên tâm rồi. Hôm nay thì dù bác Hương có lịch khám sớm thì cũng đi từ Bắc Cạn xuống từ 4 giờ cơ là cũng rất vui vì là tình trạng của con mình đã ổn định. Mình mong mọi người là đến phòng khám của bác sĩ Hương để con mình sẽ có một cái sức khỏe lá phổi ổn định. Triệu chứng lâm sàng rất là tốt, nhưng bạn rất là tuân thủ, tức là bệnh nhân hen cần phải tái khám định kỳ kể cả khi mà không có triệu chứng hen. Vậy thế để bác Hương, sĩ Hương sẽ chỉnh thuốc tăng hoặc giảm thuốc dần tùy theo diễn biến bệnh của con. Thế thì hy vọng con cái video ngắn này thì mong mọi người là đừng sợ cơn hen nữa, đừng sợ bệnh hen nữa, vì bệnh hen hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được, miễn là các bạn tuân thủ đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt là tái khám kể cả khi không có triệu chứng. Ví dụ như em bé này đấy ạ, từ Bắc Cạn từ lúc 4 giờ sáng, mặc dù là em bé cả tháng vừa rồi hoàn toàn bình thường. Để nói một điều rằng là bệnh hen phế quản cần phải một lộ trình điều trị kéo dài và rất là kiên trì. Ok, cảm ơn mẹ em bé. Hy vọng là đây là một có rất nhiều trường hợp như thế này. Bác sĩ Hương thưa ông, cái trường hợp này để mọi người sẽ không còn sợ cơn hen nữa và cố gắng là tuân thủ các điều đặn cho các con thì sẽ đạt được hiệu quả tốt. Xin cảm ơn, xin chào mọi người. Xin chào anh Hương. Bye bye.